Bên giác chiều thu sống đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng đều bằng lòng thành đón vô lăng. Sau thành công của đại lễ Vu Lan báo hiếu Chúa Ba Vàng Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 với gần 4 vạn người tham dự, Chúa Ba Vàng tiếp tục tổ chức lễ Vu Lan tại các chùa chi nhánh: chùa Nhân An tỉnh Hưng Yên, chùa Ngọc Thượng tỉnh Bắc Ninh, chùa Diên Phúc tỉnh Thanh Hóa, chùa Đế Thích tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, thể theo lời thỉnh cầu của chính quyền và Phật tử địa phương, Chư Tăng đã về chứng minh lễ Vu Lan tại chùa Cã, huyện Minh Sơn tỉnh Lạng Sơn. Vu Lan nơi miền quê ấm áp mà nhiều cảm xúc, lãnh đạo địa phương cùng hàng trăm trái tim hiếu hạnh cùng chung một lòng hướng về cha mẹ. Tháng 7 về, hàng triệu trái tim con dân đất Việt lại thưởng thức, nhớ nghĩ và tìm cách báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Mỗi một mùa Vu Lan về là một dịp chúng ta có duyên được sách tấn nhau nhiều hơn về tấm lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ và với cội nguồn tiên tổ. Có lễ Vu Lan vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm đem lại giá trị cao về tinh thần cho mỗi Phật tử và nhân dân chúng ta. Thay mặt chính quyền xã, tôi xin bày tỏ mong muốn thời gian tới các Phật tử cùng toàn thể bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng của cuộc sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Có những ca khúc được cất lên như nỗi lòng của mỗi người con đối với cha mẹ mình, hay câu chuyện xúc động về Ngài Mục Kiền Liên báo hiếu bà Thanh Đề được kể bằng kinh Phật, giúp mỗi người biết cách báo đáp công ơn đối với các đấng sinh thành đã qua vạn. Học theo hạnh hiếu của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, quý Phật tử và bà con nhân dân đã dâng vật phẩm cúng dường Chư Tăng. Chư Tăng tác lễ cầu siêu, chú nguyện hồi hướng cho các quý Phật tử và bà con nhân dân được tăng lo phước phòng bằng người bình an, tổ chức cho cha mẹ của chúng ta cũng được năm khỏe, sống thọ, bình an để làm nơi mẫu cả, giúp cho chúng ta phát khởi hiếu tâm, báo hiếu. Và nhờ nhân trên này cũng hồi phúc lành cho các tiên tổ ông bà, cha mẹ đã qua vãng, các thần minh, chư thiên, các vong linh hữu duyên lâu nay để phong hồn cũng được thêm phần phúc và sự tái sinh từ quy tâm bảo phát tâm bồ đề. Sau lễ Vu Lan, Chư Tăng đã từ bi trao chuyển tam quy, ngũ giới cho bà con nhân dân tại các địa phương được trở thành đệ tử Phật, theo bước chân Phật trở thành những người con hiếu hạnh. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói rằng, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta vì miếng cơm, manh áo mà quên đi câu hiếu đạo, quên đi ân đức của tổ tiên. Cho nên, việc hâm nóng lên đạo hiếu và thổi bùng lên ngọn lửa hiếu đạo là rất cần thiết. Mỗi tăng ni, Phật tử phải trở thành những cây đuốc sống về hiếu đạo. Mỗi năm chỉ có một mùa Vu Lan, nhưng chúng ta cùng tin rằng dư âm của tình thương mùa Vu Lan sẽ còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người con đất Việt.